Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên em có nhận được một cái đơn hàng khách đặt hàng tôn sóng ngoái Ruby, và trong đó thì có cái sản phẩm tôn nóc Ruby bên em sản xuất. Cái cỗ máy này bên em khi sản xuất ra tôn nóc Ruby nó ngoại hình như thế này ạ. Đây là dòng tôn nóc Ruby bên em sản xuất ra khổ 300. Thì bên em cái máy này có thể sản xuất ra hai khổ, là khổ 300 hoặc là khổ 400. Đấy. Rất là phù hợp với những cái công trình là tôn sóng ngoái. Đối với cái khổ 300 thì nó sẽ không được gấp mép. Còn nếu mà khổ 400 ấy thì nó sẽ được gấp mép hai bên. Thì cái việc được gấp mép hai bên sẽ làm cho cái độ cứng của máy nó sẽ, của cái tấm tôn này nó sẽ được tăng tốt hơn, nó sẽ ít bị vặn vẹo hơn. Ngoài ra thì chúng ta cầm vào đấy để chúng ta đưa vận chuyển thi công nó cũng an toàn hơn rất là nhiều. Thế là đối với khổ 400, còn cái khổ 300 thì nó sẽ không được gấp mép. Và đây là cái trực tiếp cái cán ra từ nhà máy, từ cái cỗ máy này của bên em. Ở trên thực tế, ở ngoài cuộc sống ấy thì trước kia em thấy là có những cái ngôi nhà mà nập mà tôn sóng ngoái nhưng mà vẫn sử dụng cái dòng ngoái nóc phẳng, thì trông nó cũng thẩm mỹ cho lắm so với cái dòng tôn ngoái nóc Ruby này. Hiện nay thì bên em đã có máy cán tôn nóc Ruby để phục vụ cho các công trình đập ngói Ruby được cái có một cái nóc nó phù hợp hơn, nó đẹp hơn, nó thẩm mỹ hơn. Thì quý khách mà có nhu cầu sử dụng cái dòng tôn ngói nóc này thì có thể đặt hàng bên em sản xuất theo yêu cầu, với hai khổ cố định là 300 hoặc là 400. Thì đối với khổ 300 thì sẽ không có gấp mép hai bên, còn khổ 400 thì sẽ được gấp mép hai bên. Còn ngoại hình thì cái kích thước của nó, cái kích thước cái múi này thì nó sẽ y hệt như nhau. Nếu mà khổ 400 thì nó sẽ giãn rộng hơn một chút nữa, và cái tai để bắn của nó cũng sẽ rộng hơn một chút nữa. Nếu có khách có nhu cầu mua các mặt hàng về ống hộp mạ kém để lập mái hoặc là chế tạo cơ khí, hoặc là các cái sản phẩm về tôn như là tôn một lớp, tôn số 3 lớp, thì liên hệ với tôn Vina bên em nhé. Đặc biệt là cái dòng tôn ngoái nóc này, cái sản phẩm em muốn giới thiệu mọi người, quý khách có nhu cầu thì liên hệ với bên em qua số hotline 0942 791 033. Bên em sẽ sản xuất theo yêu cầu và miễn phí vận chuyển tận nơi cho mọi người. Dòng tôn này hay là tất cả các sản phẩm tôn bên em đều sản xuất độ dài theo yêu cầu nhé. Các cái khổ về độ rộng thì nó sẽ là cố định, tuy nhiên thì độ dài thì bên em hoàn toàn có thể sản xuất theo yêu cầu quý khách, thuận tiện nhất cho chúng ta khi chúng ta thi công lập mái. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Em xin phép kết thúc cái video ở đây. Rất là mong sẽ nhận được cái sự hợp tác và những cái đơn đặt hàng từ quý khách.